Vũ Nguyên và Ngọc Diệp xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Quê hương. Hôm nay là thứ Hai ngày 7 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày 17 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Thìn. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin tức trong ngày của Đài Truyền hình Quê hương, mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Sau các vụ lạm dụng, Mỹ thay đổi chương trình du học sinh. Bộ Ngoại giao loan báo nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến một trong những chương trình trao đổi văn hóa sau khi AP công bố cuộc điều tra cho thấy có sự lạm dụng ở khắp nơi. Chương trình J-1 Summer Work and Travel Program mà mỗi năm mang vào Hoa Kỳ hơn 100.000 sinh viên đại học nay có nhiều thay đổi. Điều tra cho thấy một số sinh viên du học bất đắc dĩ phải làm việc tại các vũ trường thoát y, trong khi những người khác bị đưa đến sống và làm việc ở những nơi có tình trạng không kém gì nô lệ. Chương trình J-1 Summer Work and Travel Program được tạo ra dựa theo đạo luật Fulbright-Hays Act có từ năm 1961, cho phép sinh viên sang Mỹ sống và làm việc tối đa 4 tháng. Tuy mục đích để nuôi dưỡng sự hiểu biết về văn hóa, nhưng lại trở thành một kinh doanh quốc tế trị giá hàng triệu đô la. Bộ Ngoại giao lên tiếng khi loan báo sự thay đổi. Bộ biết rằng, các tổ chức tội phạm có liên hệ đến sinh viên du học qua những công việc chuyển tiền bất hợp pháp, tạo dịch vụ làm ăn ma và vi phạm luật di trú. Một số quy định mới có hiệu lực ngay lập tức, trong khi những quy định khác sẽ có hiệu lực vào tháng 11, gồm cả một quy định quan trọng cấm sinh viên ngoại quốc không được làm việc trong ngành kỹ nghệ, sản xuất hàng hóa như chế tạo, xây dựng và nông nghiệp. Nhiều điều luật cũng không cho phép sinh viên làm việc trong các ca từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng. Giá dầu thô xuống dưới 100 đô la một thùng. Giá dầu thô hạ 2.5% và lần đầu tiên kể từ tháng 2, một thùng dầu loại ngọt nhẹ Hoa Kỳ xuống dưới 100 đô la. Một thùng dầu Brent xuống gần 3 đô la, mất giá 5% kể từ tháng 11 năm ngoái, còn 113.18 đô la khi thị trường đóng cửa. Sự lo lắng về nền kinh tế toàn cầu hồi phục kém nhanh chóng như mong đợi là lý do chính khiến giá dầu thô không lên giá. Thêm vào đó trong tuần này là những tin tức cho biết dự trữ dầu của Hoa Kỳ lên tới mức cao nhất kể từ năm 1990 và việc Iran tái tục cuộc thương thuyết với các nước Âu Châu ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ giữa tháng 4. Giá xăng ở Mỹ lên cao trung bình 10% kể từ đầu năm, nhưng nay có triển vọng hạ xuống. Giá dầu thô đắt trong khi mức tiêu thụ xăng không tăng nhiều, làm các công ty phải ngưng hoạt động của một số nhà máy lọc để tránh lỗ lã. Kỹ nghệ lọc dầu tại Hoa Kỳ chia ra hai loại. Các nhà máy cũ, hầu hết ở vùng Duyên Hải phía Đông, chỉ thích hợp với loại dầu thô cao cấp Brent, nhập cảng từ 15 khu khai thác dầu lửa tại biển Bắc Hải, Âu Châu. Loại dầu này dễ lọc, nhưng khi dầu thô lên giá cao sẽ kéo theo giá xăng. Loại nhà máy lọc thứ nhì có khả năng lọc loại dầu thô kém phẩm chất hơn, khai thác ở Tây Canada, Vịnh Mexico và Nam Mỹ. Khi dầu Brent đắt, những nhà máy này có lợi thế trong khi các nhà máy lọc miền Đông thua lỗ nếu giữ một giá xăng tương đương. Mở tiết kiệm, 1 triệu đô la được tặng một xe Mercedes-Benz. Các thân chủ mở chương mục ngân hàng thường quen với phần thưởng gồm 3 con số. Lần này có một ngân hàng ở Florida hứa tặng một chiếc xe trị giá 60.000 đô la nếu quý vị nào chịu bỏ ra 1 triệu đô để ký thác, đó là theo MSN.com. C1 Bank là một ngân hàng cộng đồng ở Florida, có tài sản là 827 triệu, hứa với khách hàng rằng họ có quyền được chọn một trong 4 chiếc xe Mercedes mới toanh đem về chạy chơi. Để đổi lấy, họ phải ký thác 1 triệu đô để đi theo chương trình CD trong thời gian là 5 năm. Giám đốc điều hành Trevor Burgess nói rằng, chúng tôi nhận được nhiều thắc mắc nhưng chưa có ai tham gia cả, dù sao chương trình cũng chỉ mới đưa ra được có 2 ngày. Dennis Moroney là một giám đốc chuyên về khảo cứu thuộc công ty tư vấn Tower Group nhận xét, người nào có 1 triệu đô la đem để qua một bên không đụng tới trong 5 năm, ắt hẳn họ đã tậu 1-2 chiếc Mercedes từ khuya rồi. Tuy nhiên, ông giám đốc Burgess lại giải thích, đúng ra tặng thưởng của ngân hàng C1 chưa đúng hẳn là tặng thưởng, mà là một hình thức trả trước tiền lời 1.2%. Người khách hàng nhận chiếc xe trị giá 61.294 đồng lẻ 4 US dollar, gồm cả thuế, chi phí giao xe và tiền đăng bộ, thay vì tiền lời trong 5 năm sẽ trị giá là 60.000. Việc ngân hàng quảng cáo tặng quà hậu hỷ không lạ gì bao nhiêu. Năm ngoái, Chase hứa tặng khách hàng của mình ở New York
Ai ký thác 100.000 đô la thì được tặng hai vé miễn phí ngồi hàng đầu, đi coi thi đấu thể thao, trình diễn âm nhạc hay nghe hòa nhạc. Trị giá vé tặng tổng cộng khoảng 1.000 đô la Mỹ, tức tương đương mức 2%. Tiếp theo là tin Phó Tổng thống Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng cấp visa cho ông Trần Quang Thành. Phó Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden cho hay Hoa Kỳ sẵn sàng cấp ngay thị thực nhập cảnh cho nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc là Trần Quang Thành. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC Meet the Press hôm Chủ nhật, ông Biden nói Washington trông đợi là Trung Quốc giữ đúng lời cam kết, cho phép ông Thành nhận đề nghị của một đại học tiểu bang New York nhận cho ông theo học. Hiện ông Thành và vợ con đang có mặt ở một bệnh viện ở Bắc Kinh, là nơi ông đang được chữa trị vì những thương tích trong vụ vượt thoát khỏi lệnh quản thúc tại gia 2 tuần lễ trước. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông Thành có thể nộp đơn xin rời khỏi nước để theo học ở ngoại quốc, như bất cứ công dân nào khác của Trung Quốc. Lời loan báo theo sau một loạt những lời kêu gọi của ông Thành. Ông cho biết rất lo sợ cho an ninh tính mạng và muốn sang Mỹ một thời gian. Lúc đầu, ông Thành đồng ý với một thỏa thuận đạt được giữa Hoa Kỳ và nhà cầm quyền Trung Quốc, cho phép ông được an toàn sinh sống ở một nơi tại Trung Quốc và theo học ngành luật. Nhưng chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, khi rời khỏi sự bảo vệ của Tòa đại sứ Mỹ, thì ông thay đổi ý định, nói rằng gia đình ông đã bị hăm dọa. Ông Thành là một luật sư tự học và là một nhân vật hoạt động tranh đấu cho nhân quyền. Ông đã bị khiếm thị từ ngày thơ ấu. Năm 2006, ông bị kết án tù 4 năm vì đã công bố những vi phạm nhân quyền của chính sách cưỡng bách phá thai để kiểm soát dân số của nhà cầm quyền Trung Quốc. Kể từ năm 2010, ông bị quản thúc tại gia cho đến ngày 22 tháng 4 thì ông đã tìm cách trốn vào Tòa đại sứ Mỹ. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép tạm ngừng bản tin tức nơi đây và sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thương mại. Cannibal Clinic, đại lý Obagi tại San Jose và những dược mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới của Nhật, Pháp, Đại Hàn, Mỹ, Đức. Cannibal có hơn 30 năm kinh nghiệm phá nút ruồi theo tướng số, mụn cốc, đồi mồi, tàn nhang và trị tuyệt các loại mụn. Xin một lần đến Cannibal để thưởng thức và cảm nhận thật sự phương pháp facial của Nhật và Pháp. Cannibal cũng đặc biệt giới thiệu hai bộ kem dưỡng da và chống lão hóa có trộn vàng và hột trân châu của bác sĩ Kim Yong-moon, rất nổi tiếng tại Đại Hàn gần 30 năm qua. Độc đáo nhất là sản phẩm BB Cream làm trắng da, chống nếp nhăn, chống nắng, giữ da luôn mượt mà và tươi sáng. Cannibal Clinic 2549 South King Road, Suite A9, San Jose, trong khu King Plaza, đối diện Lime Plaza. Điện thoại 408-238-2222, 238-2222. Sabe Honda là một trong những dealer chuyên về xe Honda lớn nhất, thân thiện nhất và tân tiến nhất trên toàn nước Mỹ. Hiện đã có mặt tại thành phố Milpitas, chỉ cách San Jose 5 phút lái xe. Với một đội ngũ nhân viên hùng hậu, Sabe Honda luôn chờ đón để được phục vụ khách hàng Việt Nam tại vùng Bay. Đặc biệt, chúng tôi đã mời được anh Thomas Tùng Vũ, có 10 năm kinh nghiệm làm việc với Honda về làm Sales Manager, phụ trách thị trường khách hàng Á Đông và Internet, cùng với anh Stephen Ngô làm Fleet Manager để chuyên phục vụ khách hàng Việt Nam. Vì vậy, quý khách người Việt khi đến với South Bay Honda sẽ được phục vụ thật nhanh chóng, chuyên nghiệp và tận tình. Chúng tôi đang có những chương trình giảm giá đặc biệt và tiền lời thật thấp khi quý vị đến với South Bay Honda. Chúng tôi biết người Việt rất thích xe Honda nên chúng tôi sẽ làm quý vị hài lòng khi đến với South Bay Honda. South Bay Honda, địa chỉ 920 Thompson Road, Milpitas, vừa ra khỏi Freeway 880 đối diện Great Mall. Lấy hẹn xin gọi Thomas Tùng Vũ 408-603-5657, 603-5657 hoặc Stephen Ngô 408-817-0653-817-0653. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên trên đường McLaughlin đã dời vào trong khu thương xá Vietnam Town và đã chính thức mở cửa để phục vụ quý khách. Địa chỉ 979 Story Road, Suite 7060, San Jose, giữa Grand Century Mall và Walmart trên đường Story. Số điện thoại vẫn như cũ 408-275-9620 hoặc 408-509-4480. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên trên đường Center vẫn như cũ, địa chỉ 2877 đường Center và điện thoại vẫn là 408-360-9620, 408-360-9620.
Nhà hàng phở Hoàng Long có các món hấp dẫn độc đáo như bún chả cá Lã Vọng, bún mắm, lẩu Hoàng Long thập cẩm, lẩu Đại Hội Long Vương, lẩu Thái Lan, lẩu cá bông lau, cháo gà, cháo vịt, cháo cá, cháo bào ngư và cháo đồ biển. Ngoài ra còn nhiều các món khác như phở, hủ tiếu, mì, cơm, bún, gỏi và các món ăn chơi. Đặc biệt hãy đến Hoàng Long để thưởng thức món gỏi Mỹ Nhân Ngư có 102. Đồng thời là cơm bò lúc năm qua cũng nhà hàng Hoàng Long này, thích món bún mắm, phở, rất là ngon. Nhà hàng phở Hoàng Long mở cửa suốt tuần từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, địa chỉ 1741 North Milpitas Boulevard, thành phố Milpitas, điện thoại 408-262-6226, 262-6226. Excel Learning Academy tại trường Augsburger, địa chỉ 1944 Flynn Avenue, zip code 95148. Có chương trình học hè cho các em từ lớp 1 đến lớp 8, giáo trình được soạn theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục tiểu bang. Trường hè bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 cho đến ngày 24 tháng 7, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, đặc biệt ăn trưa miễn phí. Mỗi học sinh ghi danh được tặng cặp sách, sách giáo khoa và bút viết cùng áo polo của trường. Ghi danh trước ngày 1 tháng 4 được giảm giá. Mọi chi tiết xin liên lạc với Khe Thi Hứa 408-726-6663 408-726-6663 hoặc vào website www.truonghe.com. Tin vui cho các bạn trong ngành thẩm mỹ ở San Jose và các vùng lân cận. Các bạn đã học qua và có bằng tóc, bằng chăm sóc da, waxing và xâm thẩm mỹ nhưng chưa có kinh nghiệm, chưa đủ tự tin để hành nghề. Xin liên lạc ngay với cô Laura, chủ nhân của Laura's Day Spa vùng San Mateo, có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ. Cô Laura sẽ đích thân hướng dẫn, giảng dạy các bạn từng chi tiết về da và thực hành trực tiếp trên người mẫu để làm thế nào có làn da đẹp, mịn màng, trẻ trung, tươi mát. Cô sẽ hướng dẫn làm waxing từ căn bản lông mày đến cách sử dụng ống wax cho body. Wax thật nhanh chóng, không đau, đặc biệt bikini wax Brazilian. Cô còn hướng dẫn dạy nối lông mi. Học sinh ghi danh lớp nối mi sẽ được tặng một kiếp nối mi để thực hành. Ngoài ra còn có dạy lớp xăm lông mày, mí mắt và xăm môi không đau, không chảy máu, không sưng. Đại lý bán sỉ và lẻ thuốc tê của Dr. Nam dùng để xăm và waxing, nhận làm facial, trị các loại da bị hư, loang lỗ vì mụn, bị nám, tàn nhang, tẩy nốt ruồi, thịt dư, mụn thịt không đau, không bị vết thẹo. Nhận học viên với giá cả nhẹ nhàng, xin liên lạc số phone 408-775-2376, 775-2376 hoặc 650-255-1899, 650-255-1899, địa chỉ 2608 South King Road, San Jose, gần chợ Lion, góc đường Tully và King, 2948 South Northford Street, thành phố San Mateo. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của truyền hình quê hương. Và bây giờ xin mời quý vị trở lại với bản tin tức của chúng tôi qua phần tin thế giới. Ông Hollande hạ ông Sarkozy, đảng xã hội đoạt tổng thống. Ứng cử viên đảng xã hội là ông François Hollande đánh hạ Nicolas Sarkozy của cánh hữu hôm Chủ nhật và trở thành tổng thống kế tiếp của nước Pháp. Với tổng thống mới thì người ta cho rằng nhiều chính sách cũng thay đổi trong việc châu Âu đối đầu với khủng hoảng nợ công, cũng như trong cách nước Pháp đối ngoại và sử dụng quân đội. Trong quảng trường Bastille là nơi phát sinh cách mạng Pháp, đám đông tràn về ăn mừng thắng lợi của Hollande, vẫy cờ Pháp, cờ Liên Âu và cờ của các nghiệp đoàn. Cánh tả ở Pháp đặc biệt vui mừng vì đây là lần đầu tiên phe tả nắm quyền từ sau thời François Mitterrand, đảng xã hội làm tổng thống từ năm 1981 đến năm 1995. Chính sách khắc khổ không còn là điều không tránh khỏi. Hollande đã tuyên bố trong diễn văn đắc cử vào tối Chủ nhật tại Toul, là nơi ông xuất thân như vậy. Hollande gần như không có chút kinh nghiệm ngoại giao nào, nhưng ngay sau khi nhậm chức, sẽ diễn ra trễ nhất là ngày 16 tháng 5, ông sẽ qua Mỹ dự thượng đỉnh NATO. Tại đây, ông dự trù sẽ tuyên bố rút hết quân đội Pháp ra khỏi Afghanistan trong năm nay. Cũng trong chuyến đi này, ông sẽ họp thượng đỉnh kinh tế G8. Ông Hollande
cũng sẽ tái thương thuyết hiệp ước cắt giảm ngân sách cho châu Âu mà ông Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel thuyết phục khối Liên Âu chấp thuận. Ông Hollande hứa hẹn giúp đỡ người nghèo ở Pháp sau nhiều năm dưới chế độ ông Sarkozy, là một người bị cho là thân thiện với giới nhà giàu và chịu trách nhiệm vì kinh tế gặp nguy. Chỉ vài phút sau khi phòng phiếu đóng cửa, ông Sarkozy nhận thất bại và gọi điện thoại cho ông Hollande chúc may mắn trong vai trò lãnh đạo quốc gia. Ông Sarkozy là nạn nhân mới nhất của hiện tượng cử tri châu Âu nổi giận với ngân sách cắt giảm và họ lật đổ chính quyền đương nhiệm. Cũng trong ngày Chủ nhật ở Hy Lạp, bầu cử quốc hội và được xem là phép thử sự chấp thuận của cử tri với kế hoạch giải quyết khủng hoảng nợ. Giải pháp của các chính quyền châu Âu cũng sẽ được trắc nghiệm qua bầu cử tại một tiểu bang nước Đức và ở một số địa phương Ý. Với 75% số phiếu đếm xong, kết quả chính thức cho thấy Hollande chiếm 51.1% phiếu bầu so với 48.9% cho ông Sarkozy, đó là theo Bộ Nội vụ. Các cơ quan thăm dò CSA, TNS, SOF và Ipsos đều tiên đoán là Hollande sẽ thắng cuộc. Thủ tướng Algeria tuyên bố, chỉ có trận dịch Ả Rập, chứ chẳng phải mùa xuân. Thủ tướng Algeria hôm thứ Bảy kêu gọi giữ vững tình trạng ổn định trong nước trong thời gian có các cuộc bầu cử sắp tới đây, nói rằng ông chẳng thấy mùa xuân Ả Rập mà chỉ thấy một trận dịch đang tàn phá vùng Trung Đông. Lên tiếng trước đám đông khoảng 3.000 người tại thủ đô Algeria, ông Ahmed Al-Yahya chỉ trích những lời kêu gọi có cuộc nổi dậy theo kiểu mùa xuân Ả Rập ở Algeria. Đây chẳng phải là một mùa xuân Ả Rập đang tràn qua vùng này, nhưng là một trận dịch. Và chúng ta thấy rõ điều đó mỗi ngày. Ông nói, nêu lên các thí dụ như việc thuộc địa hóa Iraq, tàn phá ở Libya, chia cắt ở Sudan và làm suy yếu Ai Cập là các thí dụ điển hình. Các cuộc biểu tình khiến 5 người chết và hàng trăm người khác bị thương nổ ra ở Algeria hồi tháng Giêng năm 2011. Ít ngày sau khi cuộc nổi dậy ở Tunisia bắt đầu, tạo ra một làn sóng đòi dân chủ trong vùng và được mệnh danh là Mùa Xuân Ả Rập. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình ở Algeria không biến thành phong trào rộng lớn để thách đố chính quyền, vốn nhanh chóng có biện pháp xoa dịu như tăng lương tối thiểu và đưa ra một loạt các biện pháp cải cách dù chỉ là giới hạn. Chúng ta đang nói với các anh em Ả Rập khác. Khi chúng tôi bị cắt cổ, các anh em cũng chẳng thèm tới để chia buồn. Do đó, đừng dạy dỗ chúng tôi hôm nay. Ông Al-Yahya hàm ý nhắc tới một thập niên nội chiến bùng ra năm 1992 khi quân đội hủy bỏ các cuộc bầu cử quốc hội, trong đó phía Hồi giáo có vẻ nắm phần thắng. Khoảng 200.000 người bị thiệt mạng trong cuộc nội chiến này. Ông Al-Yahya được coi là thành phần thân quân đội và ủng hộ khuynh hướng không để phía Hồi giáo quá khích nắm quyền. Iran quyết định không ngưng chương trình nguyên tử. Iran nói rằng sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình tinh luyện uranium và không thấy có lý do gì để đóng cửa cơ sở ngầm Fordow, cho thấy rõ ràng mức giới hạn không thể vượt qua của Tehran trong cuộc thương thảo với các cường quốc thế giới tháng này. Hồi tháng qua, một viên chức cao cấp Mỹ nói rằng Mỹ và đồng minh sẽ đòi Iran ngưng việc tinh luyện uranium và đóng cửa ngay lập tức cơ sở ngầm Fordow. Tuy nhiên, đại sứ Iran tại Cơ quan Nguyên tử lực Quốc tế, gọi tắt là IAEA, ông Ali Sagar Sotaniyeh nói với báo chí rằng ông không thấy có lý do chính đáng để đòi đóng Fordow, nơi mà ông cho rằng đang hoạt động dưới sự theo dõi của IAEA. Nếu có một nơi an toàn được canh giữ và dưới sự kiểm soát của IAEA thì tại sao phải đóng cửa? Iran và các cường quốc thế giới đã tái tục cuộc thương thảo hồi giữa tháng 4 ở Istanbul sau khi bị ngưng trệ trong một năm. Cơ hội để giảm thiểu tình trạng căng thẳng và giúp tránh có một cuộc chiến mới ở Trung Đông. Các bên dự trù sẽ họp trở lại vào ngày 23 tháng 5 ở Baghdad. Các quốc gia Tây Phương cho rằng chương trình nguyên tử của Iran chỉ nhằm mục đích chế tạo vũ khí là một điều Tehran luôn bác bỏ. Quân đội Anh Quốc tập trận bảo vệ Olympic 2012. Một cuộc tập trận hỗn hợp của quân đội Anh Quốc đang diễn ra ở vùng London để trắc nghiệm khả năng bảo vệ an ninh cho Thế vận hội tổ chức từ ngày 27 tháng 7 đến 12 tháng 8. Cuộc tập trận mang tên Olympic Garden từ 2 đến 10 tháng 5, tập trung nhiều đơn vị bộ binh, hải quân, không quân và phòng không. Bộ trưởng Quốc phòng Philip Hammond nói, mặc dù chưa có đe dọa cụ thể,
nhưng chúng tôi muốn bảo đảm một Olympic an toàn và vui vẻ nhất cho tất cả mọi người tham dự. Ông cho biết thêm là sẽ có những biện pháp hết sức chặt chẽ và cứng rắn được thi hành. Chẳng hạn sẽ bắn hạ bất cứ máy bay nào, dù là dân sự, đi vào không phận cấm bay. Các hỏa tiễn phòng không sẽ được bố trí tại nhiều nơi, trong đó có sân thượng của hai cao ốc phía đông London. Tuy nhiên, trong cuộc tập trận sẽ chưa khai triển các vũ khí với đạn dược thật. Đại tá John Campbell là tư lệnh phòng không hỗn hợp, cho biết các hỏa tiễn Rapper sẽ được khai triển để chống lại mọi đe dọa từ trên không phận. Nhiều chiến hạm hải quân neo trên sông Thames sẽ đóng góp trong nỗ lực này. Theo BBC thì tổ chức Liên minh chấm dứt chiến tranh phê phán hoạt động tập trận tạo ra một sự lo sợ không cần thiết. Nhưng quân đội Anh vẫn giữ nguyên kế hoạch và báo trước cho dân chúng đừng nên lo ngại khi thấy nhiều máy bay chiến đấu phản lực và trực thăng trên bầu trời London, đặc biệt vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Vũ Nguyên và Ngọc Diệp vừa gửi đến quý khán thính giả bản tin tức trong ngày của Đài Truyền hình Quê hương. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin kế tiếp của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay được bảo trợ bởi South Bay Honda, ô tô dealer chuyên về xe Honda ở ngay Gretmore, Milpitas, chỉ cách San Jose 5 phút lái xe. Honda, hiệu xe được người Việt Nam tín nhiệm khắp nơi.